đời như là cái gì. Anh trai à, đi công viên mà cầm theo cuộn giấy làm gì mày? Đi ỉ à? Thì để phòng thân. Nhưng mà xin lỗi chú nghe, xói Duy nghe, nãy buồn bực quá cho nên lỡ ta. Không sao đâu anh trai à, bởi vì sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Câu này em Hoàng biết quá đã được. Nhưng mà anh trai à, có chuyện gì mà buồn bực dữ vậy? Trời ơi, cái chuyện nhớ lại còn tức một cây. Được rồi rồi, giờ cuộc sống mà phải biết buông xuôi, buông bỏ. Có gì nói đi xem nào. Thực ra câu chuyện đó là không nhìn bên này. Đến chơi nhà người yêu. Anh ở đây, ngồi yên, đợi em xíu, không có đi đâu ấy nha. Nhà này vô được, chứ ra thì chưa chắc. 10 seconds later. Ôi trời ơi, người yêu mình sao mà lem quá. Đã đảm đang rồi còn eo cong, mong thụ, sao chịu nổi. Ôi, tình yêu tuổi trẻ thật là đẹp và trong sáng. Tụi nó yêu nhau bằng cả tấm lòng. Anh Hoàng. Con mẹ nó. Nói rồi, đéo nghe. Thì đó, câu chuyện là vậy. Vậy chú chỉ đường dẫn lối với con sao chứ dẫn số con không biết làm gì đây. Cái này dễ mà. Làm. Mày đi đầu thai đi. Sao nghe bế tắc vậy? Ủa? Mà sao chú xuống tóc nó bóng loáng cái đầu thì... Mày nghiệp quá chứ, xuống tóc cho nó đỡ nghiệp phải không? Tao bị hói. Alo. À thì có tí biến cố nên đổi style. Thôi có gì kể nghe thì chứ muốn tĩnh tâm mà không bị giấu giếm mà nghe. Thì là... Bên kia. À. Lấy lè với Grass. Nope. À, thì ra cờ đớt cũng thích mình. Sao mát mát ở dưới đây vậy ta? Oh no! Oh no! Ush! Đó, dị dãn dị giá vậy gì giấu giếm nên chú đi cạo đầu. Công nhận, bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Giờ biết là bệnh ngu chú. Mày không là người trong cuộc sao mày hiểu người trong kẹt? Ê, thằng chửi mình lộn chó nè. Lộn rồi. Ông thần điêu đại biệt với tôi đó hả? Có muốn sáng hối không? Mấy chuyện trong đời rất là khó đối đầu hả lộn, khó đối mặt. Sự việc là như vậy. Người yêu ngoại tình. Ê, bùa đi lên nhà nào kìa. Thằng nhà nào? Mẹ. À, em đi với thằng chó nào đây? Anh đâu, anh bình tĩnh, anh nghe. Không có bình tĩnh, giải thích gì hết. Thằng chó nào đây? Vậy là do chú nhiều vấp ngã. Vấp chung cái kéo sợ hết da đầu rồi đó không? Đúng là 1 mét vuông thì 3-4 thằng nhiều chuyện. Thôi phán chứ đây. Ủa? Sao lại là anh? Sao tôi gặp anh hoài vậy? Ủa? À gì chú? Anh còn nhớ tôi không? Chứ tôi nhớ anh cả đời á. Cả nhà tôi nhớ anh cả đời đó. Coi như tôi xin lỗi cô. Chuyện hồi trước cô đừng có moi ra nhắc nữa. Sao không nhắc được? Nhớ người hay nhớ ta, nhớ người yêu cũ phải moi ra kể. Xin đi ghé toilet.
Bồn cầu nhà em ở đâu vậy? Bên kia, có gì không anh? Sao vậy? Đi ỉa. Trời ơi, sao anh kỳ vậy? Ai đều qua nhà bạn gái mà đi ỉa. Lần sau nhớ đi ở nhà nha. Thôi. Xong. Ủa sao nó không xuống ta? Nó ăn cái gì mà nhìn nó to như củ khoai tây vậy ta? Ê, em phải đi anh ơi. Anh ơi. Ê. Em bắt nó con sắp chữa trong cái gì vậy chị? Trời ơi. Đợi xíu cô ơi, đợi xíu em ơi. Trời ơi, không xuống luôn. Nhìn con ơi. Cái này lời chỉ con ơi. Nhắn chị ơi. Trời mấy cái này sao mà làm được. Đồ sát phân, à lộn, đồ sát nhân. Từ giờ phải gọi chú là người lụy tình. Ủa tại sao? Tại vì chú luôn nặng lòng. Mà thôi, 1m2 3-4 người mắc đĩa là chuyện thường. Chú đừng có buồn nữa. Tôi nghĩ là chú cũng sớm thanh tẩy thôi. Tại vì chú biết sắp tối. Để ta tặng cậu một câu. Đừng tưởng hoa nở mà cứ ngỡ xuân về. Là sao? Không biết, nãy coi live stream thấy hay nói vậy thôi. Dễ không hiểu. The next day. Chỉ có ra đây ngồi ngay gốc cây mới tịnh tâm mà thôi. Ngồi cái đá, cái khế, cái me, cây chuối gì đó. Nhưng mà cây này thì là cây gì đây? Mở chút nhạc nè. Không nên trộm cắp. Trộm cắp là do quảng cáo. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ vạch trần một hành vi lừa đảo thiếu nhân văn. Như quý vị thấy đằng kia là một thanh niên chuyên giả đạo lý để lừa gạt những người nhẹ dạ. Dạ, rất là đau lòng và rất là bức xúc. Chúng tôi thấy tôi đau khổ lắm mọi người. Đây, mọi người thấy không? Thằng này, ngày xưa nó gọi tôi là đồ con chó, trong khi tôi yêu thương nó hết mức. Anh nói đi, anh giải thích cho tôi đi. Tại sao chuyện của chúng mình anh đem ra kể, anh đối xử với tôi như vậy á hả? Tôi không tin anh được nữa. Cảm ơn anh. Đau lòng. Bà mẹ nó. Tịnh tâm cái bụng quyền. Tịnh tâm. Tịnh tâm gì nữa. Mũi đủ chưa? Chưa đủ à? Vậy thì hãy like và subscribe kênh của Diễn Dealer để cho tôi có thêm động lực làm ra nhiều video vui hơn cho các bạn. Em nhé.